Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2021, được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số nội dung cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại phục hồi khoảng gần 5 đô la Mỹ trên một ounce, tương ứng mức tăng là 0,26%. Và thời điểm này giao dịch ở ngưỡng 1.788,82 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên thì vẫn còn cách khá xa ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ lúc này quay đầu giảm nhẹ 0,033 điểm. Thời điểm này giao dịch ở ngưỡng 96,160 điểm, tương ứng mức giảm trong ngày là 0,03%. Chỉ số đồng tiền điện tử Bitcoin lúc này cũng quay đầu giảm. Giảm nhẹ 327 USD trên một Bitcoin, tương ứng mức giảm là 0,57%. Và lúc này giao dịch ở ngưỡng 57.518,12 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thời điểm này đang đứng ở ngưỡng 1,514% trên một năm. Giá dầu thô quay đầu tăng 0,881 đô la Mỹ trên một thùng. Và thời điểm này đang giao dịch ở ngưỡng 70,917 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong những ngày gần đây thì chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn duy trì ở mức khủng. So với thế giới thì giá vàng trong nước luôn đắt hơn trên 10 triệu đồng trên mỗi lượng. Đây không phải là lần đầu tiên chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường cao ngất ngưởng như vậy. Cả một thời gian dài giá vàng trong nước luôn cầm đèn, chạy trước giá vàng thế giới nhiều triệu đồng. Dù công tác quản lý thị trường vàng nảy sinh hàng loạt các bất cập, dù Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nhiều lần đề xuất bỏ quy định độc quyền sản xuất vàng miếng, ngân hàng nhà nước vẫn kiên định với mục tiêu chống vàng hóa theo Nghị định 24. Cơ quan này vẫn cho rằng vàng miếng và vàng nguyên liệu không phải hàng hóa bình thường như các loại hàng hóa khác nên cần được quản lý nghiêm ngặt. Vàng đã giảm đi sức hấp dẫn, cảnh đổ xô xếp hàng khi mà giá vàng biến động không còn diễn ra thường xuyên, nhưng lợi ích sát sườn của người dân là được mua vàng theo giá trị thị trường. Liên thông với vàng thế giới đang bị ảnh hưởng rõ rệt. Đối với doanh nghiệp, việc ngân hàng nhà nước chỉ chọn SJC làm thương hiệu vàng quốc gia cũng gây ra sự cạnh tranh thiếu công bằng. Bên cạnh đó thì câu chuyện siết nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng là kẽ hở khiến cho vàng lậu thêm nhức nhối. Chưa kể vàng lậu về Việt Nam, chảy vào đâu là điều không khó để nhận biết. Có lẽ đã đến lúc ngân hàng nhà nước nên xem xét lại sự kiên định của mình, coi vàng là một hàng hóa bình thường, quản lý theo quy định của thị trường, cạnh tranh công bằng để người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp không bị thiệt. Và cơ quan quản lý thì không quá mất nhiều thời gian, điều hành theo kiểu dùng gậy hành chính không quản được thì cấm. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, giá vàng tại thị trường trong nước có một chút phục hồi nhẹ so với phiên sáng nha quý vị và các bạn. Thời điểm này với SJC tại hai thành phố lớn chỉ còn giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều giao dịch. Đầu tiên là giá vàng SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 59.850.000, bán ra 60.550.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 59.850.000, bán ra 60.570.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 59.800.000, bán ra 60.400.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 59.750.000, bán ra 60.450.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 59.900.000, bán ra 60.500.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 59.820.000, bán ra 60.480.000, giảm 140.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 110.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Vàng Mỹ Hồng mua vào 60.050.000, bán ra 60.350.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán.
Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 59.950.000, bán ra 60.450.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 59.850.000, bán ra 60.450.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 59.900.000, bán ra 60.500.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở đêm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 59.850.000, bán ra 60.570.000. SJC Nha Trang mua vào 59.850.000, bán ra 60.570.000. SJC Cà Mau mua vào 59.850.000, bán ra 60.570.000. SJC Bình Phước mua vào 59.830.000, bán ra 60.570.000. SJC Huế mua vào 59.820.000, bán ra 60.580.000. SJC Biên Hòa mua vào 59.850.000, bán ra 60.550.000. SJC Miền Tây mua vào 59.850.000, bán ra 60.550.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 59.850.000, bán ra 60.550.000. SJC Long Xuyên mua vào 59.870.000, bán ra 60.600.000. Tiếp đến là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này thì giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu giảm trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, cũng tăng so với phiên sáng nha quý vị và các bạn. Cụ thể là nhẫn bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 51.650.000, bán ra 52.350.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng bố số 9 mua vào 51.350.000, bán ra 52.050.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 50.435.000, bán ra 51.535.000, giảm 99.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 37.191.000, bán ra 39.191.000, giảm 75.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 28.498.000, bán ra 30.498.000, giảm 58.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 19.857.000, bán ra 21.857.000, giảm 42.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm do đồng đô la Mỹ tăng trở lại trên thị trường thế giới. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì giá vàng trên thị trường thế giới cũng đã phục hồi trở lại. Trong khi đó thì thị trường lao động Mỹ rất tích cực, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh xuống dưới mức thấp hơn cả trước khi đại dịch bùng phát. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang phục hồi tốt. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng vừa đưa ra dự báo nền kinh tế nước này phục hồi tích cực sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong khi thế giới đang lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ lây lan và có diễn biến phức tạp khó lường do biến thể Omicron. Nhưng trong ngày hôm qua, ngày 29 tháng 11, Nga đã có thông báo sẽ sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine chống lại biến thể Omicron và có thể cung cấp ra thị trường trong tháng 2 năm 2022. Theo đó, Nga đang phát triển một phiên bản vaccine khác của vaccine Sputnik V để tiêm tăng cường chống lại biến thể Omicron. Dự kiến trong năm 2022, Nga sẽ bán ra khoảng 3 tỷ liều vaccine ngừa biến thể Omicron. Thông tin kinh tế tích cực và sớm có vaccine ngay đầu năm 2022 đã giúp cho giới đầu tư yên tâm khi mà thế giới sớm có vaccine ngừa biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Dự báo của chuyên gia, giá vàng thế giới còn có thể rơi sâu về ngưỡng 1.770 USD trên một ounce.